Bữa tối là mình sẽ ăn món tôm chấm với muối tiêu chanh. Mà cái món tôm này các bạn nên ăn cả vỏ, hoặc là ăn, nếu không ăn được những chiếc vỏ cứng thì hãy ăn những con tép có vỏ cứng và ăn luôn cả vỏ. Vỏ chính là trơn khớp, chính là glucosamine đó nha, và thịt tôm chính là canxi. Hai cái đó nếu đầu gối bạn đau, bạn có thể ăn cái này, ăn con tôm và ăn hết của nó luôn, chỉ trừ bỏ cứt ở đầu tôm ra thôi nhé, là bạn sẽ có canxi và đầu gối của bạn sẽ bớt bị đau nhức. Tuy nhiên đối với những cô chú có mắc bệnh nan y hoặc là những bệnh mãn tính thì cả các cô chú lớn tuổi nên ăn tôm vào buổi sáng, hoặc là ăn cắt một ngày ăn một lần, đừng ăn liên tục sẽ bị bí tiểu, và bí tiểu lâu ngày thì sẽ lây ra sạn thận. Và đây là những món ăn buổi tối của mình. Và trong khoai lang và khoai từ, vốn dĩ đã có tinh bột rồi, nếu có các cô chú tiểu đường hoặc là huyết áp tim mạch thì hạn chế ăn loại lang mật, vì mật sẽ ngọt, cứ thích thích đường. Còn đối với khoai lang thì bản chất của nó đã có tinh bột, và tinh bột đã vô trong cơ thể thì sẽ là đường, tinh bột sẽ là đường để đi nuôi cơ thể rồi. Và món ăn kèm để cho có rau và để tiêu hóa đó là trái cây, dâu dâu và ổi. Và kế tiếp nữa là mình sẽ uống nước dừa để cho nước dừa có tính axit, sẽ bào mòn và bào thải đi một số những thức ăn lắng đọng ở thận và lọc cho gan mát. Và đây là những trái dừa mà trong vườn của bố mình đưa về, và nó hơi hơi khô vỏ một chút xíu. Và những trái dừa này thì già rồi và mình đã lấy nước của nó ra, nước của nó uống rất là ngọt. Mỗi một trái dừa này là dừa xin nhỏ, vừa là to bằng lòng bàn tay của mình thôi mà nó hơi nhỏ, và cho nên là nước của nó rất là ít, nước của nó được rất là ít luôn. Một trái mà mình rót ra được có bằng này nước này. Có bằng này nước thôi. Và một muỗng mình thì không thể uống một một trái mà được đủ, mình phải uống hết luôn cả bốn trái này mới đủ. Nhưng đặc biệt cái của trái dừa, bạn lưu ý cái của trái dừa có tác dụng gì nhé. Cái của những trái dừa này giúp cho các bạn, bạn có thể làm, bạn xay sinh tố nó, hoặc là lấy cái máy xay xay thịt, bạn xay nát nó ra, sau đó bạn bạn ép nước, ép lấy cái nước của nó và bỏ vào trên trên chảo hoặc trong nồi bạn đun, rồi vớt cái lắng bên trên của nó để bạn đi làm bánh, cái váng béo đi làm bánh hoặc là nấu chè, làm nước cốt dừa. Còn lại phần nước trong đó bạn cứ tiếp tục đun cho đến khi nào mà cô đặc được nó. Và cô đặc nó nhiều thì nó sẽ thành một loại dầu gọi là dầu dừa. Và loại dầu dừa này, trong những cái chất ở trong vỏ của quả dầu dừa này thì là những chất béo không tan. Và những chất béo không tan này thì các bạn ăn thì nó cũng tốt lắm. Ăn một chút thì được, chứ còn ăn nhiều thì cũng hơi đầy bụng và không tốt. Và nó cũng giống như mỡ, lại mỡ ăn mà không vận động cơ thể thì sẽ không tan và tích tụ lại trong cơ thể của mình, là mình sẽ tăng cân và có lớp mỡ thừa, dư thừa. Nhưng đặc biệt cái loại này thì sau khi mình tải chỉ cho các bạn cô đặc bằng cách đun cái phần nước gạn còn lại đó, bạn đun cho cạn và bạn lấy lại 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 dầu dừa đó, bạn để dần lại để làm gì các bạn? Dầu dừa đó sau khi làm xong rồi, bạn sẽ mang cái dầu dừa đó đi
để dần để bôi lên da mặt để dưỡng da mặt cho không bị khô da vào mùa mùa khô mùa lạnh, hoặc dưỡng da tay chân thân thể, hoặc là xoa bóp body của bạn, hoặc và bôi luôn cả lên trên tóc của bạn luôn để bảo vệ và dưỡng da tóc của bạn, nhất là những ngày khô han, và để dần để sử dụng nó giống như một loại kem mỹ phẩm mà bạn vẫn phải thường mua ở bên ngoài rất là đắt đỏ, và người ta cứ gọi là tinh chất dầu dừa và tinh chất mật ong, thì bạn hãy dùng tinh chất tự làm của bạn nhé. Và mình quay tới đây thôi, và hãy làm như những gì bạn muốn nhé. Hãy làm và giúp cho cơ thể của bạn có được những thứ từ chất tự nhiên mà không phải qua bảo quản. Và loại dầu dừa đó thì bạn có thể để dành rất là lâu, trừ khi bạn nghe thấy mùi ôi khét, bạn có thể bỏ nó đi. Chúc cho các bạn một buổi tối ăn thật là ngon.